chào các bạn trở lại. Thể Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Khi vận khí của bạn suy, hãy chọn một vật nào đó thường xuyên bên cạnh. Mỗi ngày chú nguyện những điều lành vào chính vật ấy. Nguyện những điều lành với tất cả chúng sanh. Sau một thời gian, sau một vài tháng, phép màu sẽ xuất hiện, trừ khi chính bản thân của bạn không đủ tín tâm để khấn nguyện. Đó hẳn là một trong muôn vàn pháp cải vận, những phương pháp thiện lành. Phong thủy chỉ đơn giản là từ trường, cân bằng hài hòa từ trường của người với môi trường. Mỗi môi trường đều có từ trường riêng, cơ thể con người cũng như thế. Và tâm tánh con người là từ trường mạnh nhất. Tâm tánh bất thiện thì sinh từ trường tiêu cực và ngược lại. Nếu bạn gặp một ai đó, bạn gặp một bậc thiện tri thức, ta thấy họ toát lên sự cuốn hút, thần thái rạng ngời. Sự việc này là do cảm từ tâm, không phải cái thấy bằng mắt thường. Vạn vật đều có từ trường. Những vong linh chưa siêu thoát còn lại cõi trần cũng là một dạng từ trường. Cái này không thể thấy bằng mắt thường. Giống như xung quanh ta có vô vàn loại sống ta không thể thấy bằng mắt. Có người lại bảo, tôi không tin vào ma quỷ thần thánh, tôi không tin vào phong thủy. Không sao cả. Hãy bịt mắt và đến nơi có người vừa mất. Bạn tự cảm nhận được từ trường nơi này lạnh sống lưng. Ngoài cõi ta sống còn bao cõi khác. Họ ở tần số khác với chúng ta. Mắt thường khó có thể nhìn thấy, khó có thể nhận ra. Xung quanh ta có rất nhiều hiện tượng như thế. Phong thủy tốt là môi trường có từ trường tốt. Cơ thể con người hòa hợp với tự nhiên. Tâm lý, hành vi quyết định từ trường lành hay dữ. Thể Toàn chia sẻ ít kiến thức cải vận theo mệnh khuyết ngũ hành, mong chư vị đủ duyên lành xem được. Nhưng chính chư vị tự thân cải biến vận hạn, cải biến vận mệnh chính mình, trồng nhân thiện sẽ có quả thiện. Biết được ngũ hành mình khuyết, bạn có thêm cơ hội để cải vận thông qua phong thủy. Biết được những mật mã của bản thân, bạn có thêm cơ hội cải vận thông qua phong thủy và những lựa chọn riêng cho mình. Tuy nhiên, người sống cùng nhân quả, tin vào thiên địa quỷ thần, không chỉ có cơ hội thay đổi vận mệnh mà còn được hỗ trợ. Hãy toàn tra biết bao nhiêu lá số giúp cải vận. Thay đổi góc nhìn từ mệnh tính theo năm sang ứng dụng mệnh khuyết. Không phải vì Hãy toàn tài giỏi hay sao, mà vì các vị đó, chính các vị ấy tự đủ duyên lành, tự các vị ấy trải nghiệm và khai ngộ. Chính các vị ấy cho Khải Toàn cơ hội tạo ích công đức. Thật lòng mà nói, Khải Toàn không hoàn toàn dùng phong thủy để cải vận mệnh. Luôn hướng các vị gia chủ đến sự chân thiện, bằng thiền định, bằng lời dạy của Đức Phật, để các vị ấy sống cùng nhân quả và tự mình vun bồi cho phước duyên. Có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao mình thích nóng hơn thích lạnh, vì sao mình thích cây cối hay sông nước? Đó chính là do sinh thần bát tự của bạn nói lên điều ấy. Từ năm tháng ngày giờ sinh và cả giới tính của mỗi người không chỉ cho ra tính cách, cho ra phước phần, cho ra trạng thái của thể chất khác nhau. Nhân quả luân chuyển ba đời. Đời này phước lớn, đời trước tu nhân thiện. Hôm nay làm việc lành, hôm nay bắt đầu những mục tiêu, ngày mai năm sau có được thành quả. Nhân lành quả thiện là điều không phải bàn. Số mệnh con người nằm trong 8 ô sinh thần bát tự. Thuộc mệnh khuyết, cải vận theo mệnh khuyết nhằm để cân bằng cơ thể, hài hòa từ trường xung quanh. Biết mệnh mới có thể cải mệnh, từ đó gia tăng vận may, giảm đi vận xấu. Mệnh khuyết ngũ hành là nhằm để cân bằng. Vận theo mệnh khuyết là một thuộc số có thể ứng dụng cho tất cả mọi người. Đa phần dựa vào tháng sinh và tiết khí để tra. Dựa vào tháng sinh là đơn giản nhất, có thể áp dụng 7-8 trên 10 trường hợp. Nhằm tìm ra dụng thần, tức ngũ hành khuyết để ứng dụng. Tuy nhiên, có một ít lá số rất khó tra,
khá phức tạp. Người thầy giỏi là người có tâm thanh tịnh, có tri thức, có kinh nghiệm trong việc luận mệnh, và dĩ nhiên là người đoan chính, lời nói trước sau như một. Một số trường hợp hiếm, dù là thầy giỏi nhưng người xem lá số kỵ với họ, khả năng giúp được gia chủ sẽ thấp đi. Vì vạn vật ở cõi ta sống đều có từ trường xung nhau thì khó lòng hòa hợp, nói theo dân gian là khắc khẩu. Xét đơn giản là xét theo mùa sinh và tiết khí, để tìm ra ngũ hành quyết. Chuyên sâu hơn xét theo mệnh ngày sinh, cha tam hợp lục hợp và cả thập thần. Kiến thức chúng ta biết rất hạn hẹp. Người tu dưỡng tâm tánh đến một cảnh giới nhất định, tuệ nhãn sẽ khai mở, nhìn sự việc theo chiều hướng khác, không đơn thuần nhìn nghe bằng mắt hay tai. Giả dụ những loài vật, những người sống quen trong bóng tối sẽ cảm nhận qua mùi vị, qua tầng sống, qua giác quan thứ 6. Cũng chính vì điều đó, bạn không thể nói thuật số này kém hơn thuật số kia. Giả dụ người chỉ tin vào thuật số, chỉ tin vào mệnh theo năm, họ bảo tôi sinh năm 78, tôi phải mệnh hỏa, tôi phải dùng mộc. Đó là một nhận định có phần bảo thủ, chẳng khác nào ta ăn một món mà chẳng tin vào món nào khác tốt hơn. Vì vậy, đừng vội kết luận điều gì, cũng đừng vội tin vào thứ mình chưa trải qua. Hãy tự bản thân kiểm nghiệm và cho mình kết quả. Mệnh khuyết là gì? Mệnh khuyết ngũ hành là tìm ra đúng ngũ hành mình thiếu để ứng dụng, để cân bằng, tức tìm ra dụng thần. Chi tiết hơn, phải tìm ra dụng thần ngũ hành âm hay dương. Giả dụ dụng thần của bạn là mộc, phải là mộc dương hay mộc âm? Mộc dương tức là mộc cứng, mộc cao lớn như cây to, bộ cánh cứng, những loại mộc uy mãnh. Trong bài học phong thủy online số 45, Hải Toàn có đề cập chi tiết về thập thần. Khuyết tức là thiếu, dư vượng tức là kỵ. Bản thân cũng như trong mệnh, khi quá dư một thứ gì đó, phải tìm thứ khác nhằm để cân bằng. Ví dụ như chúng ta ăn chả giò, có nước mắm nhưng thiếu rau xanh sẽ mất cân bằng âm dương. Âm dương hòa hợp là tốt nhất, là tâm bình khí hòa. Tâm bình khí hòa, mệnh khuyết ngũ hành là giúp cải vận cân bằng, tương tự như vậy. Cách đơn giản nhất tìm ra ngũ hành mệnh khuyết là xét theo mùa sinh. Ví dụ người sinh mùa xuân đa phần kỵ mộc khuyết kim, họ thường sinh từ giữa tháng 2 cho đến đầu tháng 4 dương lịch. Tiếp theo, người sinh mùa hè đa phần kỵ hỏa thiếu thủy, mùa hè nóng, thường sinh từ đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 7 dương lịch. Nhóm thứ ba, người sinh mùa thu đa phần kỵ kim thiếu mộc, mùa thu kim vượng mộc suy, thường sinh từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 10 dương lịch. Nhóm thứ tư, người sinh mùa đông đa phần kỵ thủy thiếu hỏa, mùa đông thủy lạnh hỏa suy, thường sinh vào giữa tháng 11 cho đến cuối tháng 1 dương lịch. Như trên Khải Toàn đề cập là có 4 nhóm. Một số trường hợp sinh vào các tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, vào các tiết khí do thổ quản là mệnh kỵ thổ. Mệnh như thổ kỵ thổ thường cần mộc và cần thủy. Các ngày như trên chỉ nhằm tham khảo, vì mỗi năm ngày tháng ngũ hành có tiết khí khác nhau. Trường hợp khuyết thổ là do mộc hay thủy quá vượng, cần thổ để cân bằng, nhưng cũng chia theo thổ ẩm hay thổ khô. Để chi tiết từng mệnh khuyết, các bạn xem thêm trong kênh hoặc tìm Google, ví dụ tìm mệnh khuyết thủy, vào website Khải Toàn tự nghiên cứu thêm. Một số bạn thắc mắc họ tên ảnh hưởng ra sao, đổi tên bên ngoài hay cần đổi tên trong giấy khai sinh. Tên gọi là một trong những thứ quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh. Lúc chào đời, đủ phước duyên được ông bà cha mẹ cho cái tên hợp. Tên hợp với vận trình, tên hợp với mệnh vận trình khá hơn người sinh cùng ngày giờ. Chẳng may lỡ có tên kỵ, các bạn có thể đổi tên. Chỉ cần đổi danh xưng, không nhất thiết đổi trên giấy tờ, vì tên thường gọi phát âm sẽ tạo ra từ trường ấy. Trong thực tế, cuộc sống rất nhiều người đổi danh xưng. Đổi danh xưng vì phong thủy, nhất là nghệ sĩ. Chỉ cần đổi danh xưng, không nhất thiết đổi tên trên giấy tờ. Nhưng nếu
đổi tên kỵ với lá số sẽ phiền phức về sau này. Con cái các vị, ngoài vật chất phù hợp, ngoài sự giáo dưỡng chân thiện, hướng cho con kính trên nhường dưới, thì cho con cái tên hợp lá số quả là phước báo. Giả dụ khi biết tên của con cái không hợp, các vị đừng lo lắng thái quá. Sau này chúng lớn lên, hướng cho chúng hiểu, tự đổi danh xưng. Mỗi người có phước duyên riêng của chính người ấy. Biết mệnh cải vận cũng như biết đúng bệnh tìm phương thuốc. Mệnh khuyết là dùng ngũ hành để cân bằng. Chi tiết hơn về mệnh khuyết, mời các bạn xem trong YouTube hoặc xem trong website. Các bạn lưu ý, vật càng to giá trị càng lớn thì càng có nhiều từ trường. Không nên lưu tâm đến những thứ ít dùng. Hãy quan sát không gian và thời gian. Giả dụ mỗi ngày trở về nhà, bạn thường ở vị trí nào lâu nhất trong nhà? Mỗi vị trí, nằm ngồi, thời gian tương ứng là bao lâu? Đó là những nơi quan trọng nhất. Ví dụ mỗi ngày ta về nhà, ta nằm ngủ trên chiếc giường 8 tiếng đồng hồ. Vì vậy đây là nơi quan trọng nhất cần lưu tâm. Về ngũ hành, xét theo màu sắc, hình dáng, vật liệu, hình tượng. Ví dụ phòng ngủ của bạn, sơn màu trắng xám hay kem là hành kim. Chiếc gương đồng hồ hình tròn là hành kim. Chiếc giường bằng gỗ là hành mộc. Ra gối mền nên theo dụng thần của mình. Nếu trên bức tranh con mèo con hổ là mộc, trên bàn làm việc có tượng hổ là mộc. Nếu bằng gốm sứ là thổ, bằng đồng là kim. Mỗi ngày từ khăn mặt bằng chải đánh răng, màu xe, màu áo, trang sức, những loại đó thuộc ngũ hành gì? Những thứ thường xuyên sử dụng nên lưu tâm giúp vận trình hanh thông. Kẻ toàn xin tóm tắt về 4 nhóm mệnh khuyết như sau. Giả dụ người sinh mùa xuân nên hạn chế những gì thuộc mộc. Hạn chế thuộc mộc là tự cứu mình, dung nạp những gì thuộc kim, như màu trắng xám, vàng bạc trang sức. Nên khuyên người yêu tặng vàng bạc hay đồng hồ Rolex là tốt nhất. Gà khỉ là quý nhân của mệnh khuyết kim. Với người sinh mùa hè, hạn chế những gì thuộc hỏa, ví dụ đỏ, tím, cam, hồng, là tự giảm đi vận xấu của chính mình. Đa phần nhóm này khuyết thủy, dung nạp ngũ hành thuộc thủy như màu xanh dương, màu đen, có thể dùng thêm vàng bạc đá quý, màu xanh dương hoặc màu đen. Khuyên người yêu tặng mình đá quý màu xanh dương hay dẫn đi du lịch ở những thành phố biển là tuyệt vời. Chuột, heo, rồng là quý nhân của mệnh thiếu thủy. Với người sinh mùa thu nên hạn chế kim loại, hạn chế màu trắng xám là tự cứu mình. Nên dung nạp những gì thuộc mộc như màu xanh lá, xanh rêu, có thể sử dụng màu đỏ, cam, hồng của hỏa. Khuyên người yêu tặng cho mình đá quý màu xanh lá hay vòng gỗ trầm là tuyệt vời. Thích hợp nhà ở có nhiều không gian xanh của thiên nhiên. Mèo hổ là quý nhân của mệnh thiếu mộc. Nhóm 4 người sinh mùa đông không nên gần sông nước, không nên dùng xanh dương hoặc màu đen là tự giảm vận xấu. Nên dung nạp màu ấm, dung nạp ấm như là đỏ, tím, vàng, cam, hồng. Nên ăn đồ ấm, đồ nóng, có thể dùng ít mộc. Đặc biệt nên thường xuyên vào bếp để tăng vận hỏa cũng như vận đào hoa. Tỵ ngọ mùi là quý nhân của mệnh thiếu hỏa. Các bạn không nên vội lưu tâm đến vận mệnh khi tâm chưa an, khi chưa tin vào chính bản thân của mình. Điều quan tâm trước tiên nên là nghiệp. Nghiệp là những thói quen, những tạo tác hàng ngày trong cuộc sống. Để tu dưỡng tâm tánh, để chuyển tâm, đoạn ác tu thiện, đó chính là gốc rễ của cải vận. Bản thân Khải Toàn dụng phong thủy cho thêm đôi phần may mắn để đạt được thành tựu, không ngừng nỗ lực đoạn trừ phiền não, mở lòng giúp chúng sanh khi thuận duyên, mở lòng với chính mình. Các bạn có thể xem lại video 28 bước cải vận trong kênh. Đó chính là những gì Khải Toàn đã tinh túy hành trì nhằm thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Mệnh khuyết cải vận hay một thuật số nào khác cũng chỉ là một phương tiện tu dưỡng tâm tánh qua các bài kinh, qua các pháp thoại, ngày ngày thiền định cho tâm an tĩnh. Tất thảy đều là phương tiện. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện với ta là tốt nhất.
dù phương pháp hay phương tiện gì, có thiện xảo như thế nào cũng cần tinh tấn hành trì, ngày ngày luyện tập mới mang lại hiệu quả. Chẳng thể nào một vài tháng vào phòng gym mà có được cơ thể đẹp ngay. Phương tiện gia tăng phước báo chính là bố thí. Để mở lòng bố thí với người, dù là bố thí ít thức ăn, bố thí lời chân thiện hay bố thí tịnh tài, bản thân cần có giáo pháp. Đó là phương pháp tu dưỡng tâm tánh thông qua học Phật, nghe pháp và hành thiền. Sau vài năm tinh tấn tu dưỡng, tự khắc vận khí của bạn sẽ hưng vượng, sẽ hanh thông đáng kể, vì suốt bao năm qua bạn đã tự trồng nhân thiện cho chính tâm mình. Thể Toàn chia sẻ ít kiến thức về cải vận theo mệnh khuyết, mong chư vị đủ duyên lành xem được. Tự thân cải biến vận mệnh của bản thân, giúp tâm thân tự tại. Thể Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.